Mệt. Đừng chụp băng. Trên thao trường huấn luyện tại trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An. Dưới tiết trời nắng nóng, binh nhì Lê Minh Chí, chiến sĩ đại đội 2 tiểu đoàn 1 cùng đồng đội của mình vẫn đang miệt mài luyện tập các tư thế bắn súng. Khí thế quyết tâm giành điểm cao trong đợt kiểm tra bắn đạn thật được thể hiện trong từng lần tập của các chiến sĩ mới. Để chiến sĩ bình tĩnh, tự tin, chắc tay súng khi bắn đạn thật, những nội dung luyện tập bổ trợ cũng được đơn vị áp dụng. Động tác kè bao cát khi đứng ngắm bắn mục tiêu viên số 8 nó sẽ làm tăng khối lượng của súng lên, giúp chúng ta vượt qua giới hạn của động tác. Khi bước vào bắn tập đạn thật, mục tiêu viên số 8 nó sẽ làm cho chúng ta giữ súng chắc chắn hơn, ít rung động, ngắm bắn vào mục tiêu chính xác và đạt điểm cao. Thực hiện đúng nguyên tắc không chủ quan, nóng vội, nên trong những lần thực hành bắn đạn thật bia số 4, bia số 7 và bia số 8, nhiều chiến sĩ đã đạt kết quả cao. Đây cũng là cơ sở để các chiến sĩ rút kinh nghiệm cho bài bắn kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Bí quyết để bắn giỏi của em là ôn luyện kỹ các ưu điểm động tác, tập nhuần nhuyễn các động tác được hướng dẫn. Và trong quá trình bắn, em luôn chú động vào việc giữ vững tâm lý khi bắn, điều tiết hơi thở trong quá trình chuẩn bị tay cò và nổ phát súng của mình. Sau mỗi phát bắn, em đều thả lỏng cơ thể để lấy lại đường nhắm và sau đó thực hiện lại các động tác đã được hướng dẫn và bắt đầu điều tiết hơi thở chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo. Đối với nội dung thực hành gói buộc lượng nổ và tổ chức đánh thuốc nổ luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, từ đó đòi hỏi trong quá trình huấn luyện, chiến sĩ phải thể hiện tinh thần kỷ luật cao, chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn. Chính vì vậy, trong quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ các cấp không chỉ truyền thụ kinh nghiệm mà còn cầm tay chỉ việc, giúp bộ đội vượt qua giới hạn bản thân để hoàn thành nội dung chương trình. Công tác tra lắp đồ dùng gây nổ là một trong những tiếng nổ mà có nguy cơ mất an toàn còn cao đối với tân binh. Ngay từ đầu thì đơn vị cũng đã chủ động tạo dạng cấu tạo tác dụng tính năng của từng bộ phận về nguyên lý chuyển động để tạo cho chiến sĩ về tâm lý và nắm chắc thành thạo kỹ thuật động tác tra lắp đồ dùng gây nổ. Và khi tập thì cũng tổ chức là lưu ý một số điểm không làm tắt, làm đốt cháy giai đoạn dẫn đến là nguy cơ mất an toàn. Quá trình tập là phải theo sát từng động tác của bộ đội để kịp thời hướng dẫn sửa tập. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện là nền tảng thể lực của bộ đội. Chiến sĩ mới có thể lực tốt thì hành động sẽ linh hoạt, nhanh chóng, chính xác, phát huy được sức mạnh, ý chí trong điều kiện hoạt động cường độ cao. Từ đó các đơn vị luôn chú trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực có nền nếp, chất lượng nhằm tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai cho bộ đội. Để nâng cao sức khỏe bộ đội thì ngay từ những ngày đầu mới nhập ngũ, đơn vị đã lấy chỉ số ban đầu ở các nội dung thể lực cũng như là phân loại các đồng chí chiến sĩ ở các nền tảng thể lực khác nhau để có cái biện pháp huấn luyện cũng như rèn luyện thể lực. Bên cạnh đó thì tiểu đoàn, các đại đội cũng xây dựng kế hoạch thể dục sáng, thể thao chiều và triển khai thực hiện kế hoạch một cách có hiệu quả. Chỉ còn ít ngày nữa, các chiến sĩ mới tại tiểu đoàn 1 trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An sẽ bước vào kiểm tra 3 tiếng nổ. Gian nan rèn luyện mới thành công, với ý chí nghị lực vượt qua những trở ngại để trở nên chững chạc trong tính cách, vững chí, bền gan trong gian khó. Tin tưởng rằng các chiến sĩ mới tại đây sẽ hoàn thành tốt nội dung kiểm tra sắp tới. Đây sẽ là hành trang quý giá giúp chiến sĩ mới tự tin và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.